Xin chào tất cả anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài review về thị trường của HSI Online. Và mình là Châu Phạm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review một tí về diễn biến của thị trường trong một phiên giao dịch mà nó có sự phân biệt rất là rõ giữa chỉ số VN30 và VN30 S1M nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy cùng xem qua một tí về vận động chung của thị trường. Hôm nay những cái thông tin về Evergrande thì cũng đã gần xong rồi, đã kết thúc rồi. Và rõ ràng là như chúng ta đã nhìn nhận trong những phiên trước đây là cái việc Evergrande nó không ảnh hưởng nhiều đâu đến cái vận động chung của chỉ số thị trường, và thậm chí nó là cơ hội để chúng ta, nếu ví dụ anh chị đang nắm những cổ phiếu tốt ấy, thì nó vẫn cứ tăng, và thực tế là thị trường đã chứng minh rồi đúng không ạ, không bị quá là tiêu cực. Nhưng vì sao mà chỉ số nhìn về góc độ của thị trường toàn cầu thì nó vẫn ở trong một trạng thái là chưa 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 phục hồi? Bởi vì là chúng ta đang có một thông tin khá quan trọng vào phiên dịch ngày mai, đó là cuộc họp của FOMC và projection việc đưa ra các cái lộ trình mà giảm lãi hay tăng lãi, và điều này có tác động khá quan trọng đến việc dòng vốn sẽ đầu tư như thế nào trong thời gian đến. Thì đây là cái điều mà mình đánh giá là quan trọng nhất, và đó là lý do tại sao mà với chỉ số của thị trường toàn cầu thì không có việc phục hồi trở lại ngay, còn đối với chỉ số của thị trường trong nước thì nó lại còn có một yếu tố khá phức tạp hơn. Đó là chúng ta hãy cùng nhìn qua chỉ số VN50 S1M và chúng ta hãy cùng so về mức vênh của Basic nhé, mức vênh của chỉ số VN50 S1M với chỉ số VN30. Chỉ số VN30 thì ở đây cái mức vênh này là điều mà chúng ta cần phải cực kỳ là đáng lưu ý, khi mà cái mức vênh nó ở cái mức là âm 12 điểm. Rất lâu rồi mới có tình huống này, tình huống là chỉ số nó bị âm như vậy. Và cái mức âm mà về 12 điểm thì nếu mà chúng ta so lại ấy, là chỉ có cái mức mà trong cái thời điểm của tháng 5, tháng 6 năm ngoái ấy, thì chúng ta mới có cái mức âm gần gần như thế này. Chính là thời điểm của ngày của tháng 5 thì cái mức âm nó mới có, và cái thời điểm của tháng 5 lúc đó thì nó lại liên quan đến những yếu tố về, mình nhớ không nhầm là về những cái bị kẹt, nghẽn lệnh, nghẽn thanh khoản. Còn bây giờ thì không phải yếu tố như vậy. Và bây giờ thì yếu tố là dòng tiền hiện nay họ cũng đang cảm thấy là khá rủi ro rồi. Và lý do tại sao mà với VN50 1M họ không có lệnh mua nhiều, việc là thị trường có nhịp tăng nhưng cái đà mua lại không có. Thì đây là điều mà chúng ta phải lưu ý trong những phiên dịch tiếp theo khi mà quan điểm mà điều tiết thị trường từ Fed. Nhìn chung thì hôm nay là một phiên giao dịch mà các cổ phiếu penny nổi sóng. Chúng ta nhìn nhận thấy rõ là cái đà tăng trưởng của chỉ số hôm nay thì khoảng là đến 300, gấp 3 lần so với cổ phiếu giảm. Thì cái điểm nhấn lại đến từ là đến 63 cổ phiếu của chỉ số VN Index, 63 cổ chỉ số VN Index và với chỉ số Hà Nội, HN thì là 64 cổ, cộng tổng là hơn 130 cổ phiếu trần, trong đó sàn thì chỉ có 2 cổ thôi, hoặc là 5 cổ. So với nói chung là áp lực thị trường đến thời điểm này ấy, nó nghiêng về là những cổ phiếu mà tăng, đa số là những cổ phiếu tăng đều tăng trần, và là đều đều là những cổ phiếu vừa và nhỏ, thậm chí cổ phiếu rất nhỏ. Thì yếu tố này nó đang đang cho chúng ta thấy một cái điều thật sự là dòng tiền đang ở cái trạng thái là tương đối rủi ro. Vì sao mình lại đánh giá như vậy? Thì chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh của thị trường thì vẫn vậy thôi, chúng ta cập nhật hàng ngày nó cũng không có sự thay đổi nhiều. Nhưng mà nếu anh chị để ý thấy ấy, là cái yếu tố của dòng tiền nó sẽ mang cái yếu tố đầu thị hình sin nhiều hơn. Đây là blue này, đây là nhóm vừa này, và đây là nhóm nhỏ small. Thì bây giờ ấy là dòng blue là đang ở nằm ở cái zone gần như là dưới đáy này rồi, đại diện của những cổ phiếu như là phía ngân hàng, bất động sản. Còn cổ phiếu vừa và nhỏ là bắt đầu đang ở trong trạng thái đỉnh. Tức là sao ạ? Chúng ta đang ở một cái tình huống, trong một tình huống mà chúng ta chưa thể xác định được là đà tăng đã có. Như hôm qua mình nói đấy, đà tăng là bị sập và nó chuyển sang một cái nhịp phục hồi mang tính về hình thức thôi. Còn điều mà chúng ta cần là vẫn là phải chạy ngang một thời gian nữa trong khu vực này, thì lúc này mới có những cái động lực thật sự để chúng ta có thể ghi nhận một cái điều tăng trưởng. Còn bây giờ thì chưa chưa đủ một cái nhịp tăng đâu. Đấy là điều mà nó cần cần phải chấp nhận thôi, đây là sự thật là như vậy. Còn thứ hai là việc mà chỉ số nó đang tập trung vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Tôi thấy một điều là hiện nay dòng tiền không phải là dòng tiền mang tính thạo lập, mà đây là dòng tiền mà mang tính cá nhân và nhỏ lẻ khá nhiều. Do vậy là chúng ta phải rất cẩn thận thôi. Ví dụ anh chị mà giao dịch dài trung hạn đấy thì chúng ta bắt đầu hạ thì trọng dần, và chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu vừa và nhỏ nhiều hơn. Thứ hai là cái xác suất đầu tư ngắn hạn đấy,
Đây có thể thấy rõ là cái lực tiền nó đang đang giảm đi. Thị trường có tăng, có những cổ phiếu tăng, nhưng mà mình chia sẻ đấy là chúng ta tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện riêng đấy, nó vẫn tăng, nhưng mà rõ ràng là nó đang đang dòng tiền đang giảm đi. Trong khi đợi yếu tố là đà tăng, đà lan tỏa trên vốn hóa và trên thanh khoản thì lại tăng lên, như vậy là nó không có sự đồng thuận giữa hai bên. Vì sao mà vốn hóa lại có sự tăng lên? Đơn giản là vì vốn hóa đã bị giảm quá là sâu trong một thời gian dài. Bây giờ là chỉ cần một hai phiên tăng thôi là vốn hóa sẽ tăng ngay. Và trong khi là đà tăng tăng trên thanh khoản thì nó vẫn đi ngang, là điều mà chúng ta kỳ vọng đúng không ạ? Cũng những cổ phiếu mà thanh khoản cao thì vẫn vẫn vậy thôi, không có nhiều điều mà chúng ta đang chú ý thêm. Tỷ trọng chờ mua và chờ bán trên vốn hóa toàn thị trường thì có thể thấy rõ là nó không có quá nhiều sự thay đổi đáng kể và không có cơ hội mua lên nhiều đâu. Ví dụ trước đây là cơ hội mua lên rất thấp, rồi bây giờ đã có cơ hội đấy, nhưng mà cơ hội nó ở mức là vừa phải thôi. Không phải là cái mức mà thật sự là để chúng ta thể kỳ vọng hành động vào lúc này. Nhìn chung là hiện nay thị trường vẫn đang ở trong cái trạng thái là đi ngang mà. Thứ hai là với cái rủi ro cao hơn, với việc mà ngay cả bên bên phái sinh ấy, nó cũng chưa chưa cho cái tín hiệu rõ ràng về việc là mua lên hay bán xuống, thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài, đợi khi mà yếu tố, đợi khi mà tuyên bố của Fed nó rõ ràng hơn, thì lúc đấy chúng ta có cái động thái mua bán cụ thể, và lúc này chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Đó là với chỉ báo tâm lý thị trường. Ok, còn nếu mà chúng ta xét về mặt xu hướng thị trường ngày hôm nay thì nhóm cổ phiếu trụ, cổ phiếu lớn giữ giữ đà tăng không thấy đâu cả, mà vẫn là những cổ phiếu ví dụ như bảo hiểm BVH hôm nay thì gần gần trần đúng không ạ, viễn thông, công nghệ thông tin, tài nguyên cơ bản, bán lẻ, thực phẩm, đồ uống, hàng hóa cá nhân, gia dụng, dầu khí, dịch vụ tài chính. Thì nếu mà nhìn qua thì vẫn là những cổ phiếu mà mình hay nhắc một thời gian, đó là những cổ phiếu về nhóm công nghệ thông tin này, viễn thông này, bảo hiểm này, tài nguyên cơ bản cũng cũng có thể tốt. Còn trong khi đó là với VN30 thì cổ phiếu như HPG, Vinamilk, TCB, Masan và VBank là những cổ phiếu trụ, trong khi là một số cổ phiếu bất động sản lớn thì đang ở trong cái yếu tố là điều chỉnh hết rồi. Và xem thử nào. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem qua về Vinamilk. Vinamilk hôm nay có một phiên tăng khá là ổn, nhưng mà với cổ phiếu như Vinamilk mà tăng thì mình đánh giá là đang tạo nền thôi, sẽ lập nền giá tốt, cũng cũng có gọi là tiến bộ trong cái pha mua lên gần đây. Nhìn chung là Vinamilk này, Sapeco nữa, đều là những cổ phiếu mà ở trong cái yếu tố thị trường bán lẻ đang có dấu hiệu là tạo đáy và bật tăng, thì đang kỳ vọng vào vào bức tranh phục hồi của thị trường sau giãn cách đúng không ạ? Trong khi đó chúng ta một số cổ phiếu khác như HPG thì hôm nay ở trong cái loạt điều chỉnh giảm, nếu mà thép thì mình vẫn hay nói về NKG này, hay nói về SMC này, hay là chúng ta hay nói về HSG này. Chứ mình cũng thật sự là với thời điểm này mà cổ phiếu dòng vốn hóa lớn như là HPG ấy, để mà có thể tăng lên được ngay thì hơi khó. Ok, đó là với cổ phiếu thép. Với Vinamilk mình đã review rồi, chúng ta cùng xem qua bật TCB. Với TCB thì đã cổ phiếu tạo nền, nhìn chung thì nếu anh chị mua dưới góc nền này thì không lỗ, nhưng mà thật sự là để giá tăng ấy, thì mình đánh giá là ngay cả trong nhóm ngành ngân hàng nói chung 8300, thì trong nhóm ngành ngân hàng nói chung thì cũng không có nhiều cái điểm sáng lắm cho chúng ta về kỳ vọng và tăng trưởng lần này, mà điểm sáng nó lại đến từ những cái nhóm vật liệu xây dựng này, đầu tư công, ví dụ như là xây dựng đúng không ạ. Chúng ta hãy cùng xem qua về xây dựng và vật liệu xây dựng. Đây là những cái cổ phiếu mà nếu mà chúng ta để ý một cách kỹ càng hơn ấy, thì sẽ thấy là nó đang có nhịp tăng trong thời gian dài. Những cái đại diện cổ phiếu này ví dụ là HT1 này đang có một cái ok này, đang giữ nền tốt, và nếu mà trường hợp mà giữ một vài phiên nữa có thể tiếp tục tăng, hay là với cổ của PLC, đấy cũng là đang ở trong giữ nền tăng lên, và giữ nền có dòng tiền vào và tích lũy tốt, cũng có khả năng tăng được nữa. Điểm đến là đến ra 45 cơ, hay là những cổ tương rất nhỏ nhưng mà cũng đều có dấu hiệu tăng trưởng cả. Ví dụ như là cổ của HHV, cũng liên quan đến vấn đề về đầu tư công. Anh chị thấy là trong một thời gian dài với cổ phiếu như thế này đi, không có dòng tiền vào, hầu như không có dòng tiền vào, không ai mua cả, không ai mua sắm, nhưng mà đến thời điểm này thì bắt đầu lượng vốn đổ vào rất nhiều. Đây là một dấu hiệu cho thấy là cũng đang có cơ hội đấy. Ngoài ra thì một số cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ cũng đều có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Hôm qua mình có nhắc về DPG, hôm nay là tăng trần đúng không ạ, hay là DHC, Đông Hải Bến Tre, xin lỗi nhầm, là HDC, Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay cũng có dịp nhịp tăng, hay là KDH cũng ok, thì cũng đây là có dòng tiền quay trở lại thị trường. Thì nhìn chung đi nữa thì
Cũng một lần nữa mình khẳng định đấy là nếu trường hợp mà chúng ta mà cứ nhìn vào cổ phiếu trụ và cứ nhìn vào đà tăng từ trụ thì lúc này nhiều khi chúng ta bỏ qua những cơ hội giao dịch thật sự là đáng giá, ví dụ là ngân hàng, bất động sản này đó, những cổ phiếu mà đang nằm trong nhóm kém ấy, thì để mà VN30 tăng chắc chắn là nó sẽ khó rồi, chắc chắn là nó sẽ khó tăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh rộng hơn là chúng ta để ý những cổ phiếu mà có câu chuyện riêng ấy, thì lúc này vẫn là có rất nhiều cơ hội để chúng ta giao dịch, đúng không ạ? Thì đó là một cái mà chúng ta nên để ý thêm nhé. Ngoài ra thì với chỉ số phái sinh thì hai hôm nay chúng ta đã có lệnh long, nhưng mà hôm nay thì cũng có lệnh chốt lời rồi. Thực tế là mình cũng không dám để cái lệnh long qua đêm đâu. Ngày mai thì có thông tin khá quan trọng, như vậy là cũng không không cần thiết là phải quá mà chọn một cái phương án rủi ro cho thị trường như vậy. Thì do vậy là với việc mà mua từ 1430 và đến khoảng là vùng 14 á, 1445, thì hôm nay mình có nói chốt lời tại vùng 1441, nói chung là cũng chấp nhận 10 điểm sau 2 ngày thì cũng ổn. Nhưng mà để mà thật sự là giá tăng ấy thì chúng ta cần phải đợi thông tin quan trọng của FOMC tuyên bố vào ngày mai, thì lúc này chúng ta có thể biết được là giá sẽ tăng hay sẽ giảm như thế nào nhé. Ok, đó là một số nhìn nhận ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay cũng không có quá nhiều thông tin quan trọng, mà đơn giản là dòng tiền một số thị trường châu Á thì đang ở trong lễ hội trăng rằm, gọi là lễ hội trung thu, do vậy cũng không giao dịch. Với thị trường Việt Nam thì chúng ta đang có một cái pha giữ nền khá là ổn, giá không biến động quá nhiều. Cổ phiếu thì lại tập trung vào những cổ phiếu vừa và nhỏ, và đây là gần như là xác định ở phía cuối một cái chu kỳ và đang ở trong một giai đoạn đầu của một chu kỳ mới. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ nhìn nhận ở trong một vài phiên giao dịch sắp đến nhé, đặc biệt là khi tháng 10 quay trở lại vào tuần sau. Ok nhé, xin cảm ơn tất cả bạn, anh chị các bạn đã dành thời gian xem bài review về thị trường của HSC Online. Và một lần nữa, cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong bài video lần sau nhé. Xin chào và hẹn tạm biệt ạ.